quay lại với kênh YouTube của mình. Thì video ngày hôm nay sẽ có một nội dung rất là mới, là mình sẽ làm một cái đầu tượng bằng đất sét để chuẩn bị cho cái đồ án sắp tới của mình. Thật ra thì đáng lẽ cái đầu tượng này là mình sẽ làm ở trong xưởng của trường, nhưng mà do mình đã bị fail cái lúc đổ hạch cao cho nên mình sẽ đem về nhà làm lại. Và lần này mình sẽ làm theo một cách khác, nó sẽ đơn giản hơn. Là mình đổ thạch cao nó hơi khó và nó bị fail cho nên hôm nay mình phải làm lại cái khác. Ok, thì mình hy vọng là hôm nay mình sẽ thành công được với cái cách của mình để suy nghĩ. Được rồi, let's go, làm thôi. Thì khi mà làm cái đầu tượng này, mình không thể làm ở trong phòng này được, mình phải dời ra sân thượng sau. Tại vì nếu mà mình làm trong phòng này á, là nó sẽ nổ luôn cái phòng á mọi người. Ok, đây là sân sau của nhà mình và mình sẽ làm ở đó. Ở đó 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 đó. Ok, bây giờ làm thôi. Đầu tiên là mình phải dọn dẹp tất cả những thứ tùm la tùm lum này trước cái đã. Rồi mình đem tất cả những cái vật dụng điêu khắc mà mình đã chơm được ở trong trường á mọi người. Nó nặng gì nè, cỡ 30kg á mọi người ơi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là tất tần tật những món đồ, nói chung là vật dụng mình cần trong ngày hôm nay để làm xong được cái đầu tượng đó. Đây là những đồ đã xài rồi, thì mình đã phê được một, giờ mình xài lại. Đây là đất sét. Rồi, coi như tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Đầu tiên mình sẽ lấy cái đế cho cái đầu tượng này. Tiếp theo thì mình cần một cái thanh gỗ, giống như làm bộ xương cho cái đầu tượng nó đứng được vững á mọi người. Mọi người thông cảm, tại vì cái thanh gỗ này đã xài rồi, cho nên bây giờ mình phải ngồi rút ra hết tất cả những cái quằn quèo giấy sắt này, mấy cái đinh, và bắt đầu làm lại từ đầu. Quá trình tháo cũng phải cẩn thận chút xí, tại vì mấy cái đinh này nó cũng đã bị sét mất tiêu rồi. Thì từ hộp bút lè lẹt này, mình sẽ lấy ra một cây bút chì với một cây bút lông như vậy để mình làm dấu. Rồi, vì đầu tiên mình sẽ dùng bút chì nè làm dấu xung quanh thanh gỗ, sao cho canh cái thanh gỗ này nó phải nằm ở giữa ngay cái miếng đế thì nó mới đẹp với mọi người. Và mình dùng bút mực để làm dấu rõ hơn lại. Tiếp theo mình sẽ lấy cây búa siêu siêu nặng này để đóng cho những cái cây đinh này dính chặt vào trong cái miếng đế. Trời ơi, sao mà nó khó bay tùm lum vậy trời. Mình phải đóng tổng cộng là 4 cây xung quanh cái thanh gỗ để giữ cho thanh gỗ nó phải nằm chắc ở giữa. Nó nằm chắc như vậy nè mọi người. Với lại đảm bảo là nó không có méo nha, đinh không có được méo nha. Mà hình như mình đính đóng nó bị méo hay sao ta. Nhìn nó kỳ cục dễ sợ luôn á trời ơi. Rồi thì thanh gỗ đã nằm chắc chắn, mình chỉnh lại mấy cây đinh chút xíu, đảm bảo cho nó đừng có bị rơi ra ngoài nữa. Thì mình sẽ lấy cái cọng kẽm dày này, rủi gì vậy? Cái cục mô gian lum xum này. Mình sẽ lấy cái cọng kẽm này, cắt bớt đi cái đầu ngoằn ngoèo của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng thanh kẽm này quấn từ dưới lên trên xung quanh cái thanh gỗ, giữ cho cái thanh gỗ và mấy cây kim phải dính chặt với nhau lại. Công đoạn này cũng khá là khó khăn, tại mấy cái cọng kẽm nó cứ túa ra tùm lum tùm la, và sợ nó quýnh vô cái mặt của mình là coi như tiêu luôn. Cho nên mình phải rất là cẩn thận, dùng kìm bấm mạnh cắt đứt nó ra luôn và quăng nó qua bên kia. Rồi mình sẽ dùng tay quấn nó lại, và ngay cái chỗ mối cuối cùng thì mình phải dùng kìm để bẻ nó vô, tại vì nó rất là bén, nếu mà dùng tay thì nó sẽ bị tét tay á. Rồi, coi như bước đầu đã xong và nó sẽ như vậy, là cái khung xương của cái đầu tượng. Rồi, cái công đoạn tiếp theo để mình làm cái đầu tượng này là mình phải dùng đất sét. Và muốn cắt đất sét thì mọi người sẽ lấy cái thanh kẽm cứng hồi nãy để cắt. Thì đất sét nó rất là cứng và nó chắc,
không thể nào mà lấy bằng tay được. Trời, quăng đồ gì mà mạnh bạo dữ vậy trời. Đây là cái đống đất sét nè, nó cứng ngắc gì nè mọi người, rất là khó bẻ, nó vừa dẻo mà vừa cứng cho nên nó khó bẻ. Rồi mình sẽ cắt từng khúc như vậy, lấy từng miếng ra. Trời, hoàng hoại luôn. Mình sẽ lắp một lớp bao xung quanh cái thanh gỗ. Cái đoạn này mình tua nhanh chút xíu, không thôi nó nhàm chán đó mọi người ơi, siêu nhàm chán luôn. Rồi khi đã xong rồi hen, bây giờ mình đo để lấy cái chiều dài phía sau của cái đầu, đo chuyên nghiệp giống như dân hội họa vậy á, hội họa với chị nhìn chuyên nghiệp vậy thôi chứ hồi nữa nó mắc cười lắm mọi người ơi. Đây nè mọi người, nó hơi hơi ra được cái hình giống như cái đầu rồi, nhìn giống như là xếp ốc Ai Cập vậy á. Là một hồi thì mình đi lấy thêm nước, tại vì cái phần đất sét trong cái đầu tượng mà mình đập ra thì nó bị cứng, nó không có dẻo nữa, cho nên mình phải dùng nước để làm cho nó mềm ra và mình tạo cái độ kết dính của nó với mấy cái miếng đất sét trước. Đấy, cũng được được cái đầu rồi nè, nên nó cũng ra được cái hình dáng. Rồi cái tay chân của mình bây giờ là nó banh nhà lầu luôn rồi, dơ hầy luôn rồi nè. Tiếp theo để làm láng thì mình sẽ dùng cái thẻ rất là fancy xịn sò này, mình cho của bạn mình á. Mình sẽ quét xung quanh để cho cái nó không có bị sần sùi như vậy nữa, nhìn như cái não vậy trời ơi. Giờ mình quét cho nó láng mịn, làn da láng mịn căng bóng cái đã. Để vậy giống như là, thôi không dám nói đâu, mọi người thích tưởng tượng sao cũng được hết á. Many, many minutes later. Sau khi thành xong cái hình thù cái đầu người thì giờ mình sẽ lấy cái quạt và mình quạt cho nó khô, cái phần đất sét nó khô hết luôn. Rồi quạt giống như là thổi củi lửa vậy đó mọi người, thời xa xưa dưới quê thổi củi lửa thật điên cuồng luôn, ngang hoặc dọc rồi tùm lum hướng. Mình quét sạch cái phần này chúng hơi nó dơ hầy à. Rồi hen, coi như cái phần làm láng đã xong. Bây giờ mình sẽ dùng cái con dao này để canh cái độ mắt mũi miệng cho cái đầu tượng này. Mình canh cho nó đều nha, chứ mặt người mà nó méo một cái là nhìn dị hợm lắm luôn á. Đó là mình làm dấu đó mọi người. Rồi chẻ xuống để làm dấu hai con mắt với cái sống mũi, với cái mũi. Và xuống dưới thì mình canh ra cái miệng. Rồi giờ mình chia để lấy nửa khuôn mặt. Trời, làm giống như chuyên nghiệp vậy á. Vậy mà hồi thành quả chứ nữa nó mắc cười lắm mọi người ơi. Đây là mình làm dấu lấy hai con mắt nè. Tèn tính tên. Đây là thành quả nãy giờ sẽ banh nát cái khuôn mặt ra luôn rồi nè. Mà mình thấy nó vẫn méo méo hay cái càm sao, mọi người thấy gì không? Rồi bây giờ là mình đục hai con mắt. Không dám làm để sợ sai, lấy kỹ xíu rồi. Giờ nè, đục hai cái hốc mắt. Cái công đoạn này nó khó ở chỗ là khi mà mình ấn vô á, thì đảm bảo là những cái ngón tay ở phía sau nó không làm cho cái đầu ở phía sau nó bị lủng, bị lõm vô á mọi người. Cho nên mình phải nương cái đầu, không thôi cái nó lõm cái hốc mắt, sau đó cái quay lại cái nó lõm thêm cái hốc mắt ở phía sau nữa là thôi khỏi nói luôn. Xong phần mắt rồi thì giờ mình sẽ làm đến cái phần mũi. Bây giờ mình sẽ lấy chiều dài giới hạn của cái mũi bằng cách là chia đôi cái phần phía dưới của khuôn mặt, đo sao cho nó đều quá nha, đo ẩu đi á. Đây là giới hạn chiều dài của mũi mà mình đã đánh dấu nè, nó chia đôi khuôn mặt ra thấy không. Rồi giờ thì mình nặn cái mũi này mọi người, liếc cái phần xung quanh bằng đất sét để nó dính chặt vào hơn á. Đây tiếp theo là mình sẽ lấy giới hạn hai cái lỗ tai hai bên của cái đầu tượng này đó mọi người.
Mình đo lấy giới hạn chuẩn của lỗ tai sao cho nó phải cân với cái đầu tượng này. Và điều quan trọng nhất là nó phải được nằm canh ngay giữa cái phần bên hông của khuôn mặt. Bây giờ thì mình nặn hai cái lỗ tai rồi ráp vào đầu tượng này mọi người. Canh sao cho nó đều á. Lại bẻ cho cái lỗ tai nó cũng giống thật chút xíu. Chứ hôm nó giả trân là nhìn siêu kỳ luôn. Mọi người có phát hiện là hai cái lỗ tai này nó bị méo không? Dù mình đã canh rất là kỹ rồi nhưng mà nó vẫn méo đó mọi người ơi. Tức cái mình ghê á, chả có chuyên nghiệp gì hết á. Mọi người có thấy giờ tay chân của mình nó giống như là lọ nồi hết rồi không? Giờ hầy da hẹp luôn rồi kìa. Mình lấy đất sét liếp lại cái phần xung quanh để đảm bảo cho cái lỗ tai nó phải dính chặt vào trong cái đầu tượng, giống như hồi nãy mình làm cái mũi vậy á. Cuối cùng cũng xong rồi. Thì mình để phơi khoảng 15 phút để cho đất sét nó khô hơn nữa. Đây là thành quả cuối cùng từ đầu đến giờ này mọi người. Bày bừa. Giống như mình nói rồi đó, nếu mà mình làm ở trong phòng á thì nó sẽ nổi lên trong phòng á, dọn chết luôn á. Bây giờ là mình ngồi mình ngắm lại cái đầu tượng nè. Và mình phát hiện ra là hai cái lỗ tai nó không đều nhau. Trời ơi, công sức của tôi. Nó đẹp nhưng mà nó không có đều. Nhìn cái tổng thể rất là kỳ cục. Nhưng thôi kệ, nó vẫn đỡ hơn là cái lần đầu. Nó không có bị fail như lần đầu là mình cũng lạy lắm rồi mọi người. Một lời khen an ủi dành cho bản thân. Rồi, phần cuối cùng là mình sẽ lấy thạch cao này sơn lên cái đầu tượng. Thạch cao là dạng bột nên mình sẽ pha nó chung với nước để nó lỏng ra rồi mình chét lên cái đầu tượng. Vậy thôi. Khi đổ thạch cao vô thì mọi người sẽ có cảm giác là thạch cao rất là nóng. Và khi mà nó đặt lại thì nó nóng phỏng tay luôn á mọi người. Không tới nỗi quá phỏng nhưng mà cũng rất là nóng. Nôm na là vậy. Sau khi thạch cao đặt vừa tới thì mình sẽ dùng cọ với đôi bàn tay của mình chét lên cái đầu tượng này. Mình chỉnh video tốc độ maximum luôn á mọi người. Nhanh như chớp vậy á. Rồi mình dùng dao cạo lớp thạch cao bám dưới đế. Chét chét, cạo cạo chút xíu cho nó hoàn hảo luôn. Moments later. Hey, mọi người ơi. Mừng quá mọi người ơi, cuối cùng nó cũng đã xong rồi. Đây là thành quả cuối cùng của mình. Giờ chỉ cần đợi cho nó khô nữa thôi là được rồi. Thạch cao thì nó sẽ khô lâu lắm á, khoảng chừng một ngày thì nó mới khô được. Tất nhiên đi đôi với thành quả sẽ được khuyến mãi thêm một bãi chiến trường rất là xịn sò luôn. Và người dọn cũng chỉ có mình thôi. Tự làm tự hốt hết luôn. Nó bừa bộn không? Từ sáng tới tối luôn. Người mình nó cũng nem lúa luôn mọi người. Mọi người lại là mình đây nè. Mọi người ơi, đây là cái thành quả cuối cùng của mình nè. Đây là cái mô hình nón đồ án của mình. Và đây là cái đầu tượng mà mình đã làm. Mình trang trí nó thêm hai con mắt nữa. Mọi người thấy sao? Cũng ok hen. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi mọi người ơi. Thì video này mình sẽ kết thúc ở tại đây. Cảm ơn mọi người hồi nãy giờ đã cùng mình làm xong cái đầu tượng này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người đừng quên like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn mọi người, yêu mọi người nhiều.